Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 7 tháng 10, Sở Du lịch Đà Nẵng xác nhận các đơn vị liên quan đang điều tra làm rõ vụ nữ du khách Hàn Quốc tử vong tại hồ bơi một khách sạn trên địa bàn của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Trước đó vào sáng cùng ngày, một kênh truyền thông Hàn Quốc đăng tải việc nữ du khách 30 tuổi quốc tịch Hàn Quốc tử vong tại hồ bơi một khách sạn sang trọng ven biển nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu được cho là bị điện giật. Mặc dù ngay sau khi phát hiện sự việc, nhân viên khách sạn đã sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Được biết sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 chiều ngày 5 tháng 10. Hiện cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc.